Thời gian qua, huyện Khoái Châu đã quán triệt chỉ đạo các xã, thị trấn quyết liệt thực hiện xử lý vi phạm theo kế hoạch 93A của Ủy ban Nhân dân tỉnh. Tuy nhiên, đến nay, nhiều địa phương trong huyện vẫn chưa thực hiện hiệu quả chỉ đạo này. Từ giữa tháng 8 đến nay, các địa phương ở huyện Khoái Châu vận động người dân thực hiện kế hoạch số 93A của Ủy ban Nhân dân tỉnh, tháo dỡ hàng trăm công trình xây dựng trái phép trên đất nông nghiệp, vi phạm hành lang bảo vệ công trình giao thông, thủy lợi. Tuy nhiên, theo đánh giá của huyện, nhiều lãnh đạo xã vẫn còn ngại va chạm, sợ trách nhiệm nên xử lý không kiên quyết dứt điểm. Minh chứng là các xã chủ yếu giải tỏa những công trình nhỏ lẻ, lều lán, nhà tạm, nhà xưởng. Thì 6 tháng đầu năm thì xã chúng tôi có 6 trường hợp vi phạm mới phát sinh, tổng số là 560 mét vuông làm kho rồi làm sân ở đất khu 3, đã vận động gia đình là thực hiện tháo dỡ. Riêng với 4 cái trường hợp xây nhà ấy thì cũ thì báo cáo đồng chí là riêng một trường hợp thì đã giải quyết xong. Còn 3 cái trường hợp thì xin báo cáo các đồng chí là khó khăn cho đại tập chúng tôi là 3 công trình này rất là lớn, xảy ra vào cuối năm 2019 và 2020. Lãnh đạo một số xã có tư tưởng làm không bài bản, không phân công nhiệm vụ rõ ràng và thiếu kiểm tra giám sát, dẫn đến hiệu quả thực hiện giải tỏa chưa cao. Ví dụ như trong giải tỏa hành lang giao thông xã Phùng Hưng có 170 hộ vi phạm, 50 hộ xây nhà kiên cố tồn tại trong nhiều năm, nhưng mới giải tỏa được 5 hộ. Ở thị trấn Khoái Châu có 169 hộ, trong đó có gần 70 hộ xây dựng nhà ở trên đất nông nghiệp. Các vi phạm trên sông Từ Hồ Sải Thị là vi phạm của Phùng Hưng, Đại Hưng, một số xã khác rất là lớn. Người đứng đầu chủ tịch các xã là phải quyết tâm, không nói khó, không nói không, mà chỉ có bàn tổ chức kỷ niệm thực hiện. Nhiều vi phạm về đất đai đã tồn tại từ hàng chục năm trước nhưng không được xử lý. Theo báo cáo, huyện Khoái Châu có gần 500 trường hợp xây dựng công trình trái phép trên đất nông nghiệp thuộc đối tượng phải giải tỏa. Để xử lý từng bước các vi phạm, qua đó ngăn chặn triệt để vi phạm mới, huyện Khoái Châu cần tiếp tục tuyên truyền chỉ đạo tổ chức thực hiện tốt chủ trương, chính sách pháp luật các văn bản chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh về công tác quản lý đất đai.